Người đàn ông này không lập gia đình, nhưng đến thời điểm hiện tại, ông đã có đến 84 người con. Ông là Lâm Kim Hùng, 67 tuổi, chủ tiệm bún bò tại thành phố Biên Hòa. Tiền tích cóp suốt nhiều năm và tiền lãi từ công việc kinh doanh, ông không tiêu xài cho bản thân mà để nuôi các con ăn học hay cưới vợ cho con. Một căn bếp từ người nấu đến người phục vụ chỉ toàn đàn ông. Ngày thường, tiệm bún bò này bán khoảng 500 tô, ngày lễ Tết thì gấp đôi. Lợi nhuận thu về khá lớn, nhưng sống độc thân, lại ăn chay trường gần 50 năm qua, nên kiếm được đồng nào, ông Hùng chỉ để nuôi con nuôi. Ông không nhớ rõ mình nhận bao nhiêu người con, mà người quen thống kê dùm, ông mới biết mình có 84 đứa con. Con của ông, đa phần là những sinh viên nghèo hoặc mồ côi. Khó khăn ta mới nhờ tới mình. Thứ hai là phải có đi học. Nhưng đi học nhiều, giả tỷ 10 đứa là trong đó hết 8 đứa đi học rồi, còn 2 đứa không có đi học thì mình cũng giúp. Nó khó khăn quá, như chết mẹ, chết cha là không có ai nuôi. Như đợt dịch này nè, thì tôi quý cái chỗ mà nó không có tiền mà nó vẫn đi học. Chứ người ta là đi nghỉ cho rồi, đi bán vé số, đi mần mà nó không nghỉ. Mình giúp, mình ráng giúp mấy đứa đó, mặc dù là mình không biết nhà. Vì nó về miền Trung, miền Bắc, mình đâu có thể ra ngoài kiểm tra nó. Nhiều năm trước, mỗi năm ông chỉ nhận nuôi khoảng 3 người con ăn học, còn những năm gần đây là chục người. Thức khuya dậy sớm kiếm tiền và cũng kiếm được nhiều tiền, nhưng không vợ, không con, nên tất cả của cải, ông dành hết cho các con nuôi. Dù vậy, ông không tiếc tiền mà chỉ mong giúp được nhiều người hơn. Không chỉ lo chuyện ăn học, ông còn lo đám cưới cho các con. Người khó ít thì giúp ít, người khó nhiều thì giúp nhiều. Ông hết lòng vì con là vậy, nhưng ông lại không cần con trả ơn hay nhất định phải thành công. Tôi yêu cầu vậy, không thành công thì thành nhân. Chứ giàu thì không được, thì thôi mình sống cho đàng hoàng tử tế. Cứ trả ơn ông bằng cách thì tôi bây giúp được người nào hay người nấy. Đứa giúp đứa thôi, mình không có điều kiện thì giúp được một người được rồi. Chứ còn khỏi trả ơn cho ông. Nó nói để nó làm trả ơn ông. Ông đâu có gia đình, ông có con cái gì mày trả bằng cách nào. Tao đâu có con cái để tao mời tụi bay đi đám cưới gì đâu, không có. Tao bây khỏi trả đó, để dành đó đi, giúp người khác. Khi đã nhận làm cha của bất cứ ai, thì ông Hùng luôn cố gắng hết sức để lo cho con mình, từ tiền học phí, sinh hoạt và ngay cả mua xe làm phương tiện đi học, đi làm. 3 năm học cao đẳng tại Đắk Lắk thì 2 năm Sơn được ông Lâm Hùng hỗ trợ toàn bộ từ tiền học phí, tiền nhà trọ, tiền ăn, thậm chí là mua xe. Vừa ra trường, Sơn đã xuống phụ ông Hùng bán bún vì những ngày Tết khách đông hơn ngày thường. Em thấy thì điều đó là hiếm người làm được vậy lắm chị. Tại vì bây giờ là ba thì dậy từ lúc 4 giờ kém á, làm thì làm đến trưa khuya khoắt mới ngủ. Mà tiền thì không bao giờ dành cho mình hết á, toàn dành cho những sinh viên nghèo với lại là những người mà gặp hoàn cảnh khó khăn á. Lối sống của ba thì em nghĩ là ai cũng nên học hỏi, nhưng mà ít người làm được lắm. Em học hỏi được ba nhiều tính chịu khó với lại là tính tin thương con người á. Trong số những người con của ông Hùng, có những người rất đặc biệt và ông rất thương. Ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người cha, vừa lo chuyện ăn học, vừa lo cả chuyện cưới vợ cho con. May mắn là gặp ba nuôi. Ba nuôi đó là cưng chiều em. Em lên đây gặp ba giống như một cái duyên vậy á. Em muốn được cảm ơn, gửi lời cảm ơn ba là đã giúp em khi em bước chân vào con đường đại học. May mắn đã giúp em những cái chi phí ăn uống, sinh hoạt thì ba đều lo hết. Trong quán bún lâu năm này, cả khách và chủ đều vui vẻ, thân thiết như những người bạn lâu năm. Khá nhiều người con nuôi của ông Hùng đã thành đạt, làm chủ doanh nghiệp, thầy giáo, dược sĩ, kỹ sư công nghệ thông tin và cả thầy tu. Và trong số họ đã biết phụ ba Hùng nuôi các em ăn học, còn ông Hùng vẫn tiếp tục hành trình kiếm tiền và giúp người.